biển này là biển W208. Các xe đi trên đường có đặt biển này phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên khi qua nơi giao nhau, trừ xe ưu tiên theo quy định. Trong trường hợp này, tất cả các xe trừ xe ưu tiên đi trên đường này đến nơi giao nhau phía trước phải nhường đường cho dòng xe phía trước. Mức phạt đối với xe không nhường cho đường ưu tiên tại nơi giao nhau theo quy định của Nghị định 100 như sau. Phạt ô tô từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng nếu gây tai nạn. Phạt xe máy từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng nếu gây tai nạn. Phạt người điều khiển xe máy kéo, xe máy chuyên dùng từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe khi điều khiển máy kéo, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ khi điều khiển xe máy chuyên dùng từ 2 tháng đến 4 tháng nếu gây tai nạn. Phạt xe đạp máy, kể cả xe điện người điều khiển xe thô sơ khác từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng.